biết là mình không có lên xe lại như vậy, mình phải tìm cách khéo léo mình từ chối, không mình lên xe, nhất là những bạn nữ nữa có nguy cơ bị xâm hại rất cao, nên mình không có nhất định không theo người lạ. Rồi cô mời nhóm khác nè, rồi tình huống nào, rồi cô mời nhóm có ai, Quỳnh Anh phải không, rồi bà con. Rồi, thì mình coi mỗi nhóm mình làm cái nào rồi đưa xe lấy tiền đâu mà sợ.